Chào các bác nhé. Đây bên trại em lại xuống ổ ít cặp mấy ta non này. Sim có những đôi thì đang tập mổ rồi, có những đôi thì đang bón đút. Hàng trại bên trại em là toàn có mã ngẫu phấn hồng rồi nhé. Con chim này là con chim Thái này, nó cùng với con này là con Thái này. Còn đây là chim ta này, mã ngẫu phấn hồng này, bộ to đẹp nhé bác nhé. Xin có đánh dấu đầy đủ nhé, đánh dấu đầy đủ theo đôi khi tách cửa chuồng. Rất rõ ràng nhé, xin em vừa cho ăn nó rất là no, xin khỏe mạnh ăn uống bình thường nhé. Chim bên trại em là tất cả chim ta là mã ngẫu phấn hồng hết các bác nhé, bộ to đẹp. Chim bố mẹ khi trước khi cho vào sinh sản ra những cặp chim non thì đều được tuyển chọn hết kỹ lưỡng. Đây các bác nghe. Đấy. Đây, các bác về nuôi chim chơi hoặc là lên khiển khách thì quá tuyệt vời luôn, bởi vì chim khá là thuần. Con nào thuần thì con nào cho các bác nhé. Tất cả con đánh dấu theo đôi rồi, các bác không phải lo. Lẻ thì em sẽ nhốt riêng nha, lẻ sẽ nhốt riêng, đánh dấu riêng. Đây là lô này, là lô em mới xuống, vẫn còn chim nữa nên nó biết ăn rồi em. Các bác cần thì liên hệ em nhé. Hai con này nó là một đôi này. Đó. Này, nó là một đôi. Xin. Rất no ăn uống, khỏe mạnh bình thường. Đấy. Địa chỉ trại em là tại khu Hoa Triệu, Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nha. Giao lưu với tất cả anh em và các bác đam mê chim cô gái trên cả nước nhé. Trại em chuyên cung cấp các dòng chim như là chim cô gái ta này, âm này và lối này, chim Thái này, từ bón đút cho đến là biết ăn cho đến là chim chơi được rồi các bác nhé. Các bác cần thì sẽ liên hệ qua Zalo là 0366 116 669 để được tư vấn kỹ hơn nhé, để lựa chọn cho mình những chú chim phù hợp với khả năng của mình. Em chào các bác nhé.